cải thiện và phục hồi mất giảm vị và khứu giác sau nhiễm COVID-19. Người ta ví COVID-19 giống như là cơn bão, càng quét qua cơ thể của mỗi người chúng ta sau khi nhiễm. Tùy vào sự chuẩn bị đối phó, mức độ và vùng tàn phá cũng như là khả năng phục hồi sau cơn bão ấy của mỗi người mà để lại di chứng ít hay nhiều, mức độ thiệt hại và khả năng cải thiện do cơ thể cũng như là quá trình tập luyện của mỗi người. Ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một số động tác giúp cải thiện và phục hồi mất hoặc giảm vị giác, khứu giác sau điều trị COVID-19. Tình trạng mất khứu giác đối với đa số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 có xu hướng diễn ra trong thời gian ngắn, thường là dưới 2 tuần, và phục hồi nhanh chóng trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên thì ở một số bệnh nhân có thể tồn tại triệu chứng này lâu hơn, thậm chí là không thể phục hồi, đặc biệt là với COVID-19 kéo dài. Tự tập luyện, tự xoa bóp bấm huyệt giúp thúc đẩy quá trình hồi phục mất hoặc giảm vị giác và khứu giác sau khi mắc COVID-19, có thể thúc đẩy quá trình hồi phục khứu giác, vị giác và làm giảm các triệu chứng khó chịu của đường hô hấp trên bằng tự tập luyện. Một số động tác tự xoa bóp bấm huyệt tác động vào vùng mũi xoang, vùng miệng. Mục đích là giúp lưu thông khí huyết, dòng máu được tăng cường tuần hoàn đến các khu vực này sẽ tăng quá trình thực bào, tiêu diệt mầm bệnh. Bên cạnh đó, dòng máu mang dinh dưỡng giúp các tế bào khứu giác, vị giác bị tổn thương được nuôi dưỡng và phục hồi nhanh chóng. Xin giới thiệu 3 động tác dưới đây. Cải thiện giảm và mất khứu giác bằng động tác xoa mũi. Ngồi hoa sen hoặc ngồi bình thường. Hai ngón tay trỏ và giữa của hai bàn tay khép lại, gồm 5 động tác nhỏ như sau. Xoa thân mũi. Dùng hai ngón trỏ và ngón giữa xoa mũi từ dưới lên và trên xuống cho ấm đều, đồng thời thở vô thở ra cho mạnh 10 đến 20 lần. Tiếp theo là động tác day sụn mũi, xương mũi. Để ngón tay chỗ giáp giới giữa xương mũi và xương của sụn mũi, day huyệt 10 đến 20 lần. Day huyệt nghinh hương. Dùng hai ngón tay trỏ ấn mạnh vào huyệt nghinh hương, ngang cánh mũi, trên rãnh mũi má và day huyệt ấy 10 đến 20 lần. Xoa chân cánh mũi. Dùng bàn tay cạnh ngón tay trỏ bên này áp vào cánh mũi bên kia, xoa mạnh lên xuống 10 đến 20 lần. Cuối cùng là động tác vuốt và bẻ mũi. Bạn vuốt đều mũi và bẻ đầu mũi qua lại. Những động tác trên có tác dụng làm ấm mũi và khí huyết lưu thông vùng mũi của bạn, chữa chứng nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, sổ mũi hoặc là giảm khứu giác. Tiếp theo là cải thiện vị giác bằng các động tác như sau. Thứ nhất, đảo lưỡi kết hợp với đảo mắt. Bạn có thể ngồi hoa sen hoặc ngồi bình thường, đảo lưỡi trong miệng kết hợp với đảo mắt cùng một hướng, đồng thời dao động thân qua lại, đảo theo vòng tròn từ 5 đến 10 lần rồi đảo ngược lại, đồng thời dao động thân qua lại, tập cho các cơ vùng lưỡi trở nên linh hoạt, khí huyết lưu thông vùng lưỡi. Động tác thứ hai, súc miệng kết hợp với đảo mắt qua lại và đánh răng. Bạn có thể ngồi hoa sen hoặc ngồi bình thường, súc miệng kết hợp với đảo mắt qua lại và đánh răng, đồng thời dao động thân qua lại, đưa một ngụm hơi vào miệng như một ngụm nước cho má phình lên, rồi đảo từ má bên này sang má bên kia, kết hợp đảo mắt cùng một hướng, đồng thời đảo xong thì gõ răng một lần. Ăn nhịp với động tác đảo thì dao động thân qua lại, đảo từ 10 đến 20 lần giúp cải thiện tuần hoàn lưỡi. Động tác tiếp theo là tróc lưỡi. Ngồi hoa sen hoặc bạn có thể ngồi bình thường, đưa lưỡi lên vòng họng và tróc lưỡi, tróc 10 đến 20 lần. Động tác này có tác dụng tập cho lưỡi hoạt động linh hoạt, khí huyết lưu thông vùng lưỡi, tránh nói năng khó khăn trong lúc tuổi già, làm thông tai, cải thiện tuyến nước bọt. Trong các động tác lưỡi, thường nước bọt trào ra, ngừng động tác và nuốt nước bọt cho mạnh để tăng cường tiêu hóa và làm thông tai. Không chỉ là cải thiện vị giác và làm thông tai mà còn giúp cho tiêu hóa được tốt. Người bệnh cần bình tĩnh, tập luyện, tự xoa bóp bấm huyệt như hướng dẫn và tuân thủ chỉ định điều trị. Mất hoặc giảm vị giác, khứu giác có thể cải thiện và khả năng hồi phục sau thời gian kiên trì tập luyện. Người bệnh cần lưu ý và cố gắng ăn uống đầy đủ trong giai đoạn này, nên chia nhỏ bữa ăn và cố ăn đủ chất. Hãy ăn thực phẩm dễ nhai, dễ nuốt, dễ tiêu và tái khám khi có các triệu chứng trở nặng để có sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời của thầy thuốc. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.